Xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay thì về một số nồi cơm điện rất là đẹp luôn, size lớn nha, dụng cụ đồ nghề đã đủ loại nha. Rồi đi nhanh vào từng món nha. Đây, mã số K1 nha, K1 một cái thùng đồ nghề 3 ngăn nha, còn rất là đẹp luôn. Cực dày luôn, này khá là nặng. Honda, Honda shop này, tem mác còn nguyên. Vuông vắn nhá, chưa hề bị hư hại gì. Khá đẹp luôn nha. Thật dày, có tay cầm của nó này. Tay cầm cũng rất dày luôn, cứng nha. Chiều dài của nó là 41 cm, bề ngang 23 cm, chiều đứng là 16 cm, size lớn luôn. Một cái thùng đồ nghề như này, mã số K1 450k. Đây có khóa này, dài để mình bấm khóa này. Mã số K1 450k. Mã số K3 này, một cái nồi cơm điện. Nồi này của Mitsubishi nha. Đẹp luôn, trong lòng còn ok nha, trong dính còn đẹp. Đã qua test rồi nha, test còn đun nước bình thường. Đó. Nồi này thì cũng có thể là nấu cho 4 người ăn được. Thông số của nó đây, 100V này, xài điện 100V nha, 1200W, 1 lít. Rất đẹp luôn. Cái nồi cơm điện của Nhật thì nấu cơm rất là dẻo, ngon cơm. Thời gian nấu của nó thì sẽ lâu hơn nồi bình thường một chút thôi. Mã số K2 620k. Cái nồi cũng size lớn nhá, 1 lít là cũng tương đối lớn rồi. Mã số K3, K3 cũng là một cái nồi cơm điện, còn đã đẹp nha. 19:45, cái này đồng hồ của nó hơi khác, mình về mình chỉnh lại nha. Trong lòng còn đẹp luôn, khá mới nha. Nồi này của nó cũng là 1 lít nha, 1 lít. Xài điện 100V. Còn rất đẹp nha, về mình vệ sinh sơ đi thôi, được rồi. Mã số K3, 620k luôn. Mã số K4, cái nồi của Tiger. Tiger thì cũng hãng khá nổi tiếng này, còn rất là đẹp nha, em mát còn nguyên luôn. Về nhà lau chùi sơ đây là được. Rất mới luôn. Nồi này của nó cũng là 1 lít nhá, 1 lít. Ninja Van này, xả điện 100V. 1210W.
đều qua test rồi nhé, bao test cho các bác luôn rồi. Mã số K4 720K. Mã số K5 đây, một cái lưỡi cắt giấy là cắt gì đó, cái khung của nó này. Lưỡi này thì mình về mình xoáy ốc ra mình mài sơ lại nha, có chữ này. Chiều dài của cái lưỡi nó khoảng 16 cm, còn khá ok luôn. Ốc này mình vặn là chỉnh cho cái này nó thẳng thôi. Mã số K5 250K. Mã số K6, một cặp đầu mang ranh. Cái đế đuôi của nó này cũng khá là lạ. Này thì nó hơi bị chắc nhá, về các bác chà thêm dầu mỡ vào mình chỉnh sửa lại. Này thì nếu mà không hợp với máy của mình thì mình có thể thay cái chụp khác nha. Đầu kẹp của nó là đầu kẹp 13 nha, kẹp lớn nhất là 13, mũi 13. Một cặp như này, mã số K6 150K. Mã số K7, cái bàn là nhé, bàn là Toshiba, gọn thôi, bàn là không dây, là cái dây nó nằm ở cái bộ sạc riêng này nha. Đã test rồi, bàn là hơi nước nhé, mấy chế độ này. Này xịt hơi nước này, còn rất là mới luôn, còn đẹp nha, nhỏ gọn. Rồi một cái bàn là như thế này, mã số K7 400K. Mã số K8 quận dây điện Hataja. Này nõi của nó là 2.0 nha, loại 2.0, 3 nõi. Dây cũng còn khá ok luôn. Đầu dây còn đẹp nha. Đây, có ba cái ổ cắm nhé, ổ cắm hai chân. Đó. Tô mát luôn. Rồi một quận dây điện như thế này, mã số K8 1.250.000. Dây cực dẻo luôn nha, dài 29 mét, mềm nha. Mã số K9 dao y rừng lưỡi lê cán nhựa tổng hợp nha, chiều dài nó 15 cm, bản lấy 4 phân. Có răng cưa rồi này, mài một mặt, dày khoảng 4 ly nhé, dày 4 ly thì chắc chắn luôn. Mã số K9 380K. Đây nó có hình, không biết hình con gì đây, một con thỏ hay là con hổ gì đó, khá đẹp luôn, khá mới nha. Mã số K10 dao đi rừng, mài hai mặt nha. Này về mình vệ sinh một chút là sáng rồi. Cái phần này của nó đúc liền luôn,
nên là không có bị hư phần cán. Cán còn chắc chắn nha. Chiều dài của nó 16,5 cm, bản này 4,5 phân, ngoài này 6 phân. Đây, có chữ này. Rồi, một cái lưỡi dao như này, mã số K10, 240k. K11, một cặp tả tay 3 ký, 3 ký một quả nha. Hai quả là 6 ký, bên trong là chặt sắt đó. Một cặp như thế này, mã số K11, 270k, nhỏ gọn thôi, nó khá là nặng. Mã số K12, cái võng rồ nha, võng rồ. Vừa rỗng võng và vừa lúc nào mình không xài, mình có thể gấp gọn nó vào. Đó. Khóa nằm gối cũng được luôn. Mở ra rất dễ dàng nha. Đó. Bên trong này có mùng luôn nha. Chiều dài nó khoảng 2 m, ngang tầm hơn mét nhá, gần 1,5 m. Đấy, mùng có khóa luôn nha. Tránh muỗi, rất là dày. Phần này của nó là 2 lớp nhá, 2 lớp này. Bên trong là lớp vải dù. Muỗi là đốt không có xuyên qua được nha. Đồng ấm hay à mát. Mình xài thì mình gấp gọn nó thôi. Và một cái võng rồ như này, mã số K12, 250k. Mã số K13, cái chảo inox. Inox nha, inox 304, đang chăm hút không dính nha, rất là dày luôn. Tay cầm này quai cực kỳ chắc chắn luôn. Này của nó là đường kính là 34 cm, 34 cm, khá dày, cứng cáp. Về thì các bác nào xài thì mình tôi lửa trước nha. Đó. Tráng dầu để cho nó lấy chống dính nha. Rồi một cái chảo như này, mã số K13, 250k. Cưa tốc Made in Taiwan, Đài Loan nha. Đấy, cũng giới thiệu mấy video rồi. Cưa còn đẹp nguyên luôn. Rất là sắc nha, loại này cũng khá sắc, mở ra được này. Lưỡi của nó mình cũng có thể thay thế nha. Đó. Cán của nó xuyên suốt này, kỳ chắc chắn luôn. Bọc cao su. À, một chiếc cưa tốt như thế này, 100k nha, 100k một cái. Mã số K14, viên đá mài Okuma. Này, một mặt của nó là 180 và một mặt 320, rất là ăn thép nha. Mài trong gia đình cũng ok. Hình con sư tử này. Đây, cái đế của nó này, đế của nó thì mình có thể là tìm vào miếng gỗ làm đế luôn, chống trượt, có vỏ hộp luôn. Một viên như này, mã số K14, 180k. K15, cái đầu kẹp hàng gỗ này. Này bọc đồng này, đây là đầu kẹp mát nha, bọc mát có 500 luôn này, 500 rất là tiện, dính vào là được thôi, không cần phải kẹp, rất là chắc nha.
dính cực kỳ chắc luôn. Và một cặp như thế này, mã số K15, 150k. K16 thì máy massage nha, máy massage. Rất là tiện dụng luôn. Đấm bóp lúc mỏi này không bị mỏi tay. Lúc nào mà mình muốn tốc độ nhanh hơn thì mình có thể ấn đi xuống, hoặc là chỉnh sau này là nó có 6 nấc này. Cực êm luôn. Có đầu sạc nha, đầu sạc dây sạc đi kèm luôn. Đây nó có 4 đầu này, 4 đầu đi kèm này. Tùy vào mình dùng thôi. Tầm quất massage. Rồi, bộ như thế này. Mã số K16, 270k. Mã số K17, một cặp phôi dao global loại nhỏ nha. Chiều dài của nó 15 cm, bản 3 phân gắn liền luôn. Và một cặp như này, mã số K17, 190k. Về mài sơ lại lưỡi nha. K18 thì đe nha, đe nhỏ. Này, chiều dài của nó này cả đến mũi là 13,5 cm, bản ngang là 4,5 cm. Này nó gãy mất một bên rồi nha các bạn, gãy mất một bên rồi. Đây, còn một bên mình có thể chế lại một chút nhỏ gọn, mình sử dụng cho những cái việc thủ công nhỏ. Đây có cái đầu để mình quấn vòng tròn này, gõ tròn luôn được này. Mặt vòng còn đẹp nha. Rồi, một cái đèn như này, mã số K18. K18 nha, 180k. Đây, bộ tô vít. Tô vít này có 4 cây nha. Cây PH1. Cái này cũng PH1 luôn. Đầu tích từ này, đầu 4 cạnh nha, cây ngắn cây dài. Một cây PH2, đầu dẹt, PH1, đầu dài. Còn sót lại 4 cây này thôi. Một bộ như thế này, 60k nha, 60k một bộ. K19, phôi dao titan. Phôi dao titan. Đây, chiều dài của nó là 17 cm, bản ngang 8 cm, dày khoảng rally nha, rally. Hạ lưỡi sẵn rồi, về mình chỉ cần mài sơ lại và bén thôi. Cán thì mình có thể ráp cán nha. Đây thì mài sơ lại mình ráp cán vào. Cán nó làm sẵn nha. Một cái cán như này là 50k nha, khâu gỗ luôn, rất là đẹp. Rồi, mã số K19, 150k. Ôi titan, thép không gỉ nha. K20. Lưỡi dao làm giày da hoặc là làm gì đó đây. Chiều dài của nó là 11,5 cm. Bản dài nhất là 8 phân. Lưỡi còn nguyên nha. Đây có chữ này. Loại này rất là sắc nha, cực sắc luôn. Cán còn đẹp. Mã số K20, 170k. K21, lưỡi dao lọc thép không gỉ nha. Tanetia Japan. Cán nhựa nha, cán nhựa 3 chốt đồng này.
Khá là dài. Này chiều dài nó 22 cm. Bạc 4 phân. Mã số K21 120k. K22. Dao công. Chiều dài là 16,5 cm. Bạc này 5 phân. Về mài sơ lại được rồi. Dòng này nó rất là sắc nha. Đây, chữ này. Này khá mới đấy. Mà để lâu nó hơi ố thôi. Để các bác mài sơ lại. Sáng bóng thôi. K22 190k. K23. Dao công luôn. Chiều dài 16,5 cm. Bạc 4 phân rưỡi. Em má vẫn còn, cán còn chắc chắn nha. Đây là chữ này. Mã số K23 190k. K24. Lưỡi dao chặt gà chặt vịt được này, thái cũng được, bạc rất là lớn luôn. Murato. Chiều dài của nó là 20,5 cm. Bản đây là 9 phân rưỡi. Khâu của nó khâu liền luôn nha. Khâu liền. Cán hơi bầu, cầm rất là thoải mái luôn. Chặt gà chặt vịt ok. Phần này thì bọc luôn này. Cán gỗ. Dạ hành dạ tỏi cũng được luôn. Rồi, còn như thế này, mã số K24 320k. K25. Cái rìu. Cái rìu chữ L là còn khá đẹp nha. Cái chiều dài của nó 11 cm. Bản đây là 13 cm. Còn khá mới luôn. K25 270k. Cán còn chắc chắn nha. K26. Dầu búa nhỏ đinh. Cán zin luôn nha. Mặt búa còn đẹp này. Chữ V còn nguyên nha. Chưa hề hư hại gì. Cán chắc chắn nha. K26 140k. K27. Cũng một cái đầu búa đó. Cả nó còn nguyên luôn. Đây có chữ này. Đẹp nha. Chữ V cũng còn nguyên. K27 140k. Mã số K28. Dao chặt 3 lớp thép nha. 3 lớp thép. Này cán thì mình để nguyên xài cũng được, mình thay cán cũng được cho nó đẹp hơn nha. Chiều dài nó 13,5 cm. Bản lấy là 6 phân rưỡi, ngoài này 7 phân rưỡi. Dày khoảng 7 ly, ngoài này 8 ly nha. Mài hai mặt 3 lớp thép. Đây có chữ này, còn khá ok luôn. K28 250k. K29 thì kéo cắt cành trên cao, lưỡi cực dày luôn nha. Lưỡi này còn đầy này. Cán này thì mình về mình chêm một chút đinh vào. Cán gỗ nhé, còn chắc. Đây có chữ này, về mình mài sơ lại thôi. Cực dày luôn, dày khoảng 5 ly, 6 ly ạ. Mã số K29 270k. K30. Một cái xẻng. Còn rất đẹp nha. Thì chắc chắn cán thép luôn. Có tay cầm trợ lực. Chiều của nó dài 29 cm. Chiều ngang là 23 cm.
này xài không biết bao giờ mới hư. Mã số K30 250k. K31 cái xe sáng súc này. Đó, xài cực lớn luôn. Một chiều của nó dài 36 cm. Một chiều là 28 cm. Đây có dấu kiểm định này. Cũng còn khá đẹp nha. Mã K31 190k. K32. Một cây kéo cắt cành trên cao. Có trợ lực này. Lưỡi còn đẹp nha, chưa hề bị hư hại gì. Đấy, cái tay cầm của nó thì nó bị óp hai bên này. Mà nó vẫn còn chắc chắn nhá. Mình cắt thì mình bóp vào nên là cái phần này nó vẫn cứng cáp nhá, không hề bị gì nhá. Cái ma còn nguyên. Mã số K32 240k. Rồi, trên đây là một số món đồ ngày hôm nay. Bác nào cảm thấy món nào phù hợp với mình, xem kỹ video trước khi lựa chọn nhé. Cảm ơn các bác đã quan tâm.